Chào mừng bạn đang đến với kênh IQ Radio. Sau đây, mời bạn nghe tiểu phẩm Thấy vậy mà không phải vậy, trích trong quyển sách Dòng đời vô tận của thầy Thích Chí Siêu. Giọng đọc Minh Vũ trên kênh IQ Radio. Dòng đời vô tận là một tuyển tập gồm 57 tiểu phẩm của thầy Thích Trí Siêu, bàn về ý nghĩa và chất lượng của cuộc sống. Con người còn sống là còn nhiều chuyện để làm, để nói và suy nghĩ. Ngay cả sau khi chết, sự sống vẫn tiếp tục dưới nhiều hình thức khác. Dù tu chứng đến thành Phật hay Bồ Tát thì các ngài vẫn có chuyện để làm, đó là tiếp tục ra vào sinh tử độ sinh, và công việc đó không bao giờ chấm dứt. Mạng sống của con người có ngày chấm dứt, nhưng sự sống và dòng đời trôi chảy bất tận. Kính mời quý độc giả đón nghe tiểu phẩm Thấy vậy mà không phải vậy, trích trong cuốn Dòng đời vô tận của thầy Thích Trí Siêu. Có hai thiên thần hiện xuống trần gian làm thường dân đi du lịch, xem xét dân tình. Một hôm, cả hai ghé vào một biệt thự giàu có xin nghỉ qua đêm. Gia đình này giàu nhưng keo kiệt và không có lòng hảo tâm, nên họ nói trong nhà không còn dư chỗ ngủ. Nếu muốn ở lại thì chỉ còn căn hầm dưới nhà. Hai thiên thần đồng ý ngủ qua đêm dưới hầm lạnh lẽo, không có giường chiếu gì cả. Buổi tối trước khi ngủ, vị thiên thần già nhìn thấy trên tường có một lỗ hổng và đến lấp lại. Vị thiên thần trẻ thấy vậy hỏi lý do, thì thiên thần già đáp: sự vật không phải lúc nào cũng như mình tưởng. Ngày hôm sau, hai thiên thần ghé đến xin nghỉ trọ tại nhà của một nông dân nghèo. Nhưng cả hai vợ chồng đều hiếu khách. Mặc dù trong nhà không có nhiều đồ ăn, nhưng họ vẫn vui vẻ chia bớt phần ăn của họ cho khách. Sau đó, họ còn nhường luôn cái giường độc nhất trong nhà để cho hai vị khách có một giấc ngủ ngon. Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa mọc, hai thiên thần sửa soạn từ giã thì thấy vợ chồng chủ nhà nước mắt ràn rụa. Gia tài duy nhất của họ là con bò mà họ thường vắt sữa đem đi bán, sáng nay đã lăn ra chết. Vị thiên thần trẻ thấy vậy tức giận hỏi thiên thần già: làm sao anh có thể để cho chuyện này xảy ra như vậy? Hôm qua tên chủ nhà giàu có kia, nó đầy đủ mọi thứ mà anh lại lấp tường giúp hắn. Hôm nay gia đình này nghèo thiếu thốn mọi thứ, nhưng có lòng tốt chia sẻ tất cả, vậy mà anh nhẫn tâm để cho con bò của họ chết, là nghĩ làm sao? Thấy vậy mà không phải vậy, thiên thần già đáp: tối hôm trước ở dưới căn hầm, tôi thấy có vàng giấu trong tường qua lỗ hổng. Nhưng vì người chủ nhà tham lam, keo kiệt, không biết chia sẻ, bố thí, nên tôi đã lấp lỗ hổng để hắn không tìm thấy vàng. Tối hôm qua, trong lúc chúng ta ngủ trên giường của vợ chồng nông dân, thì tử thần hiện đến muốn bắt người vợ đi. Nhưng tôi đã thế mạng người vợ bằng con bò. Sự vật không phải lúc nào cũng như mình tưởng. Nhiều khi chúng ta nghĩ sự vật đáng lý ra phải như thế này, nhưng chúng lại xảy ra như thế khác. Nếu bạn thông minh thì hãy sửa lại cách nhận thức của mình và tin rằng những gì xảy ra đều là những bài học tốt và mang lại lợi ích cho mình. Có thể ngay lúc đó bạn không biết, cho tới mãi sau này mới nhận ra. Bạn hãy tập suy nghĩ lạc quan như sau. Nếu bạn trằn trọc khó ngủ đêm nay, hãy nghĩ đến những người vô gia cư không có giường để nằm. Nếu bạn bị kẹt xe, đừng nản chí. Trên thế gian này có những người chưa hề được biết đến xe hơi hay lái xe là gì. Nếu bạn có một ngày làm việc không như ý, hãy nghĩ đến những người thất nghiệp thèm có được một công việc như bạn để có tiền nuôi vợ con. Nếu bạn thất vọng vì cuộc tình tan vỡ, hãy nghĩ đến những người chưa từng được yêu và biết yêu là gì. Nếu bạn buồn rầu vì cuối tuần qua mau, hãy nghĩ đến người phụ nữ nghèo cùng, làm việc 12 tiếng một ngày, 7 ngày trong tuần mà vẫn không đủ tiền nuôi gia đình. Nếu xe bạn bị hư và bạn phải đi bộ, bạn hãy nghĩ đến những người què quặt, tê liệt,
hay bán thân bất toại, họ thèm có được cơ hội đi bộ như bạn. Nếu bạn soi gương, thấy mình có thêm vài sợi tóc trắng, hãy nghĩ đến những bệnh nhân ung thư đang hóa trị, thèm có được vài sợi tóc để ngắm. Nếu bạn bị thất bại, chán nản, cho rằng đời mình không còn ý nghĩa, thì hãy nên cảm ơn đời, vì có nhiều người không thể sống lâu để đặt câu hỏi như bạn. Nếu bạn cảm thấy mình là nạn nhân của sự ngu si, trách móc, lợi dụng, bất công, hãy nhớ sự vật có thể tệ hơn thế nữa. IQ Radio cảm ơn quý thính giả đã đón nhận kênh. Mong quý vị tiếp tục theo dõi và đón nghe những bài đọc mới. Trân trọng.